Hello, xin chào cả nhà. Và bây giờ hai đứa ngồi uống trà sữa này, ăn bánh bao này. Con hello chưa? Hello, hello cả nhà chưa? Hello cả nhà. Hello chú với anh chị chưa? Hello cô giáo Vinh chị. Bây giờ con làm gì? Uống trà sữa. Uống trà sữa nè. Hôm nay con mấy tuổi rồi? 8 tuổi. 8 tuổi con học lớp mấy rồi? Lớp 3. Con được mấy ký rồi? 50. Nhiều? 50. Thiệt luôn hả? Được không hả? Con nào? Bây giờ ăn bánh bao nè. Quên chứ thiệt. Ăn bánh bao. Hôm nay lại chợ mới mua nè. Cái bự chà bá luôn. Đây. Nhân thịt nha các bạn. Đó, nhân thịt. Còn đây là trà sữa. Trà sữa nhà làm gì đó, đó là mình nãy mình đi mua ở dưới chợ thôi. Trà sữa này cũng nói chung là cũng ngon, 20 ngàn một ly. Cái bánh bao này thì như là 15 hay là 20 ngàn gì đó. Như là 15 ngàn. Mua dưới chợ luôn. Giờ hai dì cháu ngoài ăn. Con ăn bao không? Nhé. Cái ngủ trà sữa. Trà sữa nghe sao? Uống ngon nghe sao? Nghe ngọt ngon. Nhìn sao nữa? Béo béo không? Béo béo có đường. Có đường đúng không? Uống mà ngon không? Nghe Nghe ngon hay được? Được. Được hay ngon? Được. Nó thiệt tình coi. Wow. Được không? Chứ không nó không ngon lắm nè. Hay không? Ấu bể lên chút nữa. Được một cái trứng. Rồi, cho con nữa. Cầm lên ăn. Thấy luôn. Bánh bao này tiếng Anh kêu bằng gì em biết không? Không. Ở quần không biết luôn. Bánh bao này giống như là màng thầu của Trung Quốc á. Cái trái nhỏ nhỏ nhưng mà ở đây là cái bự hết các bạn. Đây, ở trong đây nó có cái gì? Trứng. Bốc khói luôn kìa. Khói khói không? Nóng quá. Bốc khói luôn nè, có trứng. Có trứng đỏ đó, trứng đỏ á. Rồi, trứng nè. Trứng cút nè. Trứng làm đỏ, trứng gà nè, thịt nè. Thịt người ta ướp xong rồi người ta băm băm ướp cái gì đó hả? Thành cái nhân. Cũng ngon hen. Mình trà sữa lên bánh bao. Rồi chiều tối này Út ăn gì chưa ta? Quên rồi. Ngon không? Ngồi tự té rồi nó té ghế bây giờ. Cái bao này á, không biết là người ta làm hôm nay hay là người ta làm mấy bữa trước rồi, nhưng mà khi bán á, người ta bỏ vô cái nồi người ta hấp á, lúc nào cũng nóng hết luôn. Lúc nào cũng nóng hết. Rồi hít vô nè. Rồi hít vô nè. Rồi hít vô không thấy con được. Kéo ghế qua. Muốn hay gì cháu ngồi á. Rồi đợi em không? Em coi đi học thêm về. Em coi mới đi học múa à. Dạ. Nhỏ rồi không rồi. Ngồi cái ghế đá như này nè. Xong rồi ăn cơm hay là ngồi nói chuyện rồi này kia. Hay ngồi ở đây. Ở nhà mình ngồi đó. Không nữa rồi. Ngon. Ăn được từ từ thôi, muốn ngon. Nhân quá không có ngon à. Chứ ăn từ từ nó nhanh, nó nhanh no lắm. Còn
sẽ nhanh no, không có cảm thấy đói, đúng không? Cắn nhiều nhưng mà nhai từ từ, chứ không phải là cắn ít ít, đúng không? Hiểu không? Đây là miếng ngon nhất. Miếng có cái làm trứng, làm rõ trứng gà, như là trứng muối hay sao đó bạn. Ăn nghe nó mặn mặn á. Trứng muối á, ngon. Đúng rồi, trứng muối. Ăn xong, ăn chưa xong rồi. Cho một miếng ngon quá, nhưng mà ăn cái này là nó bị khát nước á, khát nước cho nên là phải uống nước vô, tại vì ăn cái bột á, bột này rất là khô, cái bột á cũng nè. Yeah. Từ từ thôi. Nuốt mắng nghẹn xong nuốt xuống đây mới xuống nè. Ở đây là cái trà sữa này là ta ghi là trà sữa nhà làm đó. Thì trong đây thì nó sẽ có những cái thạch đó các bạn, nhưng mà cái thạch này mình không biết là người ta mua người ta làm, nhưng mà trà sữa là người ta nấu. Uống cái vị ngọt rất là thanh ha. Cụm miếng nữa đi. Rồi chứ là từ từ cụm nè, để Út tắt nè, cụm nè ha.